Theo thống kê, sản lượng điện tiêu thụ vào dịp nắng nóng năm sau đều tăng cao hơn so với năm trước. Điều này cho thấy tiêu thụ điện ở các hộ gia đình đang tăng mạnh, chủ yếu do nhu cầu làm mát tăng cao. Để tránh tình trạng tiêu thụ điện vượt ngoài tầm kiểm soát, các hộ gia đình cần chủ động điều chỉnh việc sử dụng điện, đặc biệt lưu ý với các thiết bị làm mát và các thiết bị điện công suất lớn để tránh những con số gây sốc trên hóa đơn tiền điện vào cuối tháng. Theo các chuyên gia, khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 10 độ C thì lượng điện tiêu thụ của máy điều hòa tăng từ 2 đến 3%, nhiệt độ tăng lên khoảng 50 độ C thì điện năng tiêu thụ khoảng 10%. Đối với điều hòa, người dùng cần chọn máy có công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng và diện tích phòng, lắp đặt đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, cài đặt nhiệt độ từ 26 độ C trở lên, chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời tốt nhất là khoảng 5 độ C bên cạnh chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện, khách hàng cần thường xuyên theo dõi sản lượng điện tiêu thụ hàng ngày của gia đình. Hiện nay ứng dụng chăm sóc khách hàng của ngành điện đã được nâng cấp, nhiều tính năng mới mẻ phục vụ khách hàng, trong đó chức năng cảnh báo điện năng lượng tiêu thụ được thể hiện rất trực quan, có số liệu cụ thể và so sánh với thời điểm tháng trước. Chủ động tăng cường tiết kiệm điện và sử dụng điện hiệu quả để giảm nguy cơ sự cố chạy điện là giải pháp hữu hiệu nhất mà người dân có thể sử dụng trong việc tránh quá đơn tiền điện tăng cao trong mùa nắng nóng